chị là một lãnh đạo trong hội thánh Sau khi đạt được thành quả trong công việc Chị bắt đầu tự đánh giá cao bản thân mình Chị hành động tùy tiện và không tham khảo ý kiến người khác Việc này dẫn đến sự xáo trộn và gián đoạn công tác của hội thánh Sau khi bị cách chức, chị bắt đầu phản tỉnh. Chị đã biết được gì về bản thân qua những thất bại và vấp ngã của mình năm 2012, tôi bắt đầu làm lãnh đạo hội thánh. Tôi nhận thấy tất cả dự án trong hội thánh đều tiến triển chậm chạp. Những người làm tròn bổn phận chỉ là thiểu số. Tôi cũng biết là mình chỉ mới có đức tin và đương nhiên sẽ không thể nắm rõ cách chọn lựa nhân sự. Tôi thường trình bày khó khăn với Đức Chúa Trời trong khi cầu nguyện và tìm kiếm nguyên tắc. Nếu có gì không hiểu, tôi tìm kiếm và thông công với các đồng sự. Dần già thì Khả năng đánh giá người và việc của tôi đã bắt đầu cải thiện. Tôi có thể giao bổn phận cho mọi người dựa trên các thế mạnh của họ. Và công tác hội thánh đã tiến triển được một chút. Có lần khi cùng thảo luận công việc, tôi đã đề nghị Đào luyện chị Lý làm trưởng nhóm, nhưng vài đồng sự khác không đồng tình với quan điểm của tôi. Họ nói rằng chị Lý bị gia đình kìm hãm và không có trách nhiệm trong bổn phận. Chị ấy đã từng không kịp thời chăm tưới cho người mới thậm chí sau vài lần thông công chị ấy vẫn không cải thiện xét thái độ của chị ấy đối với bổn phận thì không phù hợp làm trưởng nhóm tôi thầm nghĩ vì chị lý mới tin đức chúa trời gần đây thôi vì chị bị gia đình kìm hãm chỉ là yếu đuối tạm thời ta không nên hạn định chị là không thể đào luyện nếu như chỉ dựa trên biểu hiện tạm thời mà nên hỗ trợ chị ấy bằng tình yêu thương sau đó tôi thường hỗ trợ và giúp đỡ chị lý thông công với chị ấy về ý Đức Chúa Trời và ý nghĩa đằng sau bổn phận. Và dần dà, tình trạng của chị Lý đã bắt đầu cải thiện. Chị ấy không bị gia đình kìm hãm nữa mà thường xuyên thực hiện bổn phận. Cũng có một người anh em nọ, có tố chất rất tốt, thông công lẽ thật rõ ràng và sáng suốt, có trách nhiệm khi thực hiện bổn phận. Tôi đã đề nghị đào tạo anh ấy làm giám sát việc chăm tưới. Nhưng người chị em cộng sự của tôi lại hoài nghi. Chị ấy nghĩ tâm tính kiêu ngạo của anh ấy sẽ kìm hãm người khác Nên lúc này không thể đào tạo anh ấy được Rồi tôi nhớ đến một nguyên tắc này Những người có tâm tính kiêu ngạo nhưng có thể tiếp nhận lẽ thật Và hơn nữa có tố chất tốt và có ân tứ Nên được đề bạc và bồi dưỡng không được loại trừ họ Tuy rằng người này tâm tính kiêu ngạo Nhưng anh ấy tiếp nhận lẽ thật Và khi được người khác chỉ ra vấn đề anh ấy cũng tiếp thu Sau đó anh ấy có thay đổi vì vậy anh ấy đáp ứng các nguyên tắc bổ nhiệm và đào luyện Tôi đã tham chiếu nguyên tắc này để giải thích rõ lý lẽ của mình Và một số đồng sự đã đồng tình với tôi Sau khi người anh em này phụ trách công tác chăm tưới Anh ấy đạt được kết quả tốt trong bổn phận Và chứng tỏ được năng lực làm việc Không lâu sau, anh ấy đã được thăng chức Sau đó tôi cảm thấy khá hài lòng về bản thân mình có thể mình chỉ mới có đức tin nhưng mình có tố chất tốt khả năng đánh giá người và việc của mình tốt hơn các đồng sự khác nếu không có một người sành sỏi như mình thì ai sẽ xác định và đào luyện những nhân tài này cho hội thánh với mỗi dự án tôi đã giao việc cho các thành viên hội thánh rất khôn ngoan và khéo léo ai không hợp với công việc đều bị tôi thay thế không bao lâu sau hội thánh dần cải thiện khi các anh chị em có vấn đề họ đều tìm tôi thông công và đều sẽ hỏi ý tôi vài người còn khen ngợi trước mặt tôi họ nói các lãnh đạo hội thánh trước đây đã là tín hữu nhiều năm nhưng họ không thể hoàn thành tốt công tác chị chỉ mới có đức tin gần đây vậy mà vừa đến là công tác đã cải thiện chắc hẳn chị là một lãnh đạo giỏi và có tố chất tốt nghe những lời đó tôi cảm thấy rất hài lòng và đã tự cho rằng mình chắc chắn là nhân tài hiếm có trong hội thánh sau đó tôi chủ trì công tác của một vài hội thánh khác đôi lúc khi lãnh đạo cấp trên đưa ra quyết định lựa chọn họ đều hỏi ý kiến của tôi tôi càng ngày càng tin rằng mình có đủ điều kiện để làm lãnh đạo tôi có tố chất tốt giỏi chọn nhân tài và giải quyết vấn đề theo nguyên tắc tôi ngày càng tự tin vào bản thân rồi sau đó bất cứ khi nào tôi nghĩ mình đã đánh giá đúng một tình huống tôi sẽ tự mình đưa ra quyết định mà không hỏi ý kiến của các đồng sự tôi thấy mình hiểu biết nguyên tắc giỏi hơn họ và nhìn thấu mọi sự kể cả có thảo luận với họ thì rốt cuộc cũng làm theo kế hoạch của tôi có thảo luận cũng vô ích chính vì vậy những khi các đồng sự đưa ra đề xuất tôi liền nghĩ chúng không hay bằng ý của tôi nên đã trực tiếp từ chối và tiến hành kế hoạch của mình có một lần khi hội thánh cần một thành viên để giữ sách tôi đã đề nghị giao việc đó cho anh trịnh là một người mới vì tôi biết rằng anh ấy có nhân tính tốt một người đồng sự đã nhắc nhở tôi anh trịnh này chỉ mới có đức tin vợ anh ấy là người không tin nếu có tình huống nào bất ngờ xảy ra tôi không chắc anh ấy có thể bảo vệ sách được không nữa lúc đó tôi nghĩ rằng đề xuất của mình đã bị từ chối và tôi cảm thấy hơi khó chịu tôi nghĩ mình là lãnh đạo mà không lẽ mình không có quyền tìm người giữ sách sao Giả lại bây giờ Đâu phải đang chọn lãnh đạo về đặt tiêu chuẩn quá cao để làm gì Tôi đã không nghe lời khuyên của người đồng sự Và giao cho anh Trịnh Phụ trách công việc giữ sách Khi một người chị em biết chuyện Chị ấy đã xử lý tôi Chị đã dựa trên nguyên tắc nào Mà lại giao cho anh Trịnh Chúng ta cần tìm một ngôi nhà an toàn để giữ sách Anh Trịnh chỉ mới có đức tin một thời gian Nền tảng chưa vững chắc Còn bị vợ mình phản đối Nếu như có chuyện gì xảy ra chẳng phải sẽ gây tổn hại cho công tác của hội thánh sao tôi không đồng tình và thầm nghĩ rằng nếu dựa theo các nguyên tắc anh trịnh có thể không phù hợp nhưng anh có nhân tính tốt và cũng sẵn lòng làm bổn phận này có phải mọi người đã nghĩ quá nhiều rồi không mọi chuyện có thật sự nghiêm trọng đến mức này không tôi liền nói tôi đã thông công với anh ấy hết rồi nếu như chị có thể tìm được ai đó thích hợp hơn thì ta sẽ chọn theo ý chị chị ấy thấy tôi không hề tiếp thu ý kiến của chị nên không muốn nói gì thêm nữa không lâu sau anh trịnh và vợ xảy ra mâu thuẫn nên đã cãi nhau và lúc đó vợ anh ấy đã ném hết sách ra ngoài một vài cuốn sách đã bị hư hỏng nặng chúng tôi đành phải thức đến nửa đêm để chuyển sách đến địa điểm khác sau đó các đồng sự xử lý tôi vì đã không làm theo nguyên tắc tự làm theo ý mình và làm hư hại số sách đó Họ kêu tôi nên suy ngẫm về những gì đã xảy ra Tôi đã đồng ý cho có lệ Nhưng trong lòng tôi nghĩ Chuyện này chỉ là một sai lầm thôi Bởi vì mình đã giao việc cho anh ấy dựa trên tình hình thực tế Ai mà biết chuyện như vậy là xảy ra kia chứ Sau đó tôi lại tiếp tục làm theo ý mình trong bổn phận Những khi thảo luận công việc Lời khuyên của các đồng sự Đều bị tôi thẳng thừng từ chối hết Tôi chỉ xử lý khi thấy phù hợp và dần dà các đồng sự cảm thấy bị tôi kìm hãm nên không dám có ý kiến về chuyện gì mà tôi đã đưa ra quyết định rồi có lần tôi đến hội thánh khác để cách chức một lãnh đạo là trương phàm trước khi cách chức lẽ ra tôi nên thông công tường tận về biểu hiện nhất quán trong bổn phận của chị ấy rồi mới cách chức chị ấy nhưng tôi nghĩ đến trước đó khi tôi thông công về biểu hiện của chị ấy chị ấy không tiếp nhận còn cố cãi lại vì vậy tôi thấy có thông công với chị ấy cũng vô ích Cứ cách chức chị ấy luôn là xong chuyện thôi Sau đó tôi đã mời Trương Phạm và vài chấp sự khác dự một cuộc họp Để giải thích ngắn gọn lý do chị ấy phải bị cách chức Nhưng Trương Phạm lại không phục Mà cứ tranh cãi với tôi Còn chất vấn lại tôi Chị hãy nói rõ cho tôi nghe Chị cách chức tôi dựa trên nguyên tắc nào chứ Tôi mới nghĩ bụng Tôi đã nói rõ về biểu hiện của chị rồi Nhưng chị lại muốn ăn thua đủ Và cố bắt lỗi tôi Chị không hề biết mình chút nào Tôi không thèm thông công với chị Vì vậy tôi cứ phớt lờ chị ta Lúc đó chị Vương đã nhắc nhở tôi Trương Phạm thích bế lông tìm vết Chị cứ thông công với chị ấy theo nguyên tắc Và nói rõ lý do tại sao cách chức chị ấy Dù biết rằng chị Vương nhắc tôi như vậy không sai nhưng tôi nghĩ vì Trương Phạm là lãnh đạo hội thánh Nên chị ấy phải biết những nguyên tắc này rất rõ Vì vậy không cần mất thời gian với chị ấy Cho nên sau đó tôi chỉ đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời Về cách mà các lãnh đạo đối xử với công việc Nhưng mà trong khi đọc tôi lại cảm thấy hơi tội lỗi Tôi đã dùng lời ngài để đàn áp chị ấy Mà không giải quyết vấn đề của chị Điều đó không đúng chút nào Nhưng rồi tôi lại nghĩ lại nếu như không đọc Sao kiểm soát dễ được Sau khi tôi đọc xong Khắp căn phòng đó đều chết lặng Và Trương Phạm ngồi đó Không nói gì nhưng rất tức giận Tôi cứ tưởng Vấn đề vậy là đã xong xuôi Nhưng nào ngờ Trong một cuộc họp Trương Phạm nói rằng Vài lãnh đạo và người làm công không tuân theo nguyên tắc Khiến các lãnh đạo và người làm công khác Cảm thấy bị kìm hãm Và làm gián đoạn công tác của hội thánh Thật tình là tôi cảm thấy hơi sợ hãi tất cả đều là hậu quả của hành động tùy tiện không theo nguyên tắc của tôi mà lúc đó tôi chỉ thừa nhận rằng mình làm vậy là sai chứ không hoàn toàn nghiêm túc tự suy ngẫm về chuyện này sau đó khi quyết định cách chức một lãnh đạo khác tôi lại không nói với các anh chị em lý do cụ thể của việc cách chức vài anh chị em đã không thể phân định về người lãnh đạo này và thường hay tranh cãi trong các cuộc họp rằng tôi đã không tuân theo nguyên tắc khi làm vậy việc này đã gây ra sự hỗn loạn trong hội thánh vài anh chị em sau khi biết được tình hình đã nhắc nhở tôi tốt nhất là chị nên đi thông công với họ ngay đi nếu không tình hình trong hội thánh sẽ càng lúc càng hỗn loạn tôi đã không đồng tình với chị ấy các lãnh đạo giả nên bị cách chức càng sớm càng tốt tôi không cố trừng phạt ai hết sao họ lại là phải làm lớn chuyện này lên chứ bởi vì tôi đã không làm theo nguyên tắc cũng không kiểm điểm và biết mình. Nên dần dần, tôi thấy bổn phận của mình ngày càng giấc giả. Tôi không còn được Đức Chúa Trời khai sáng dẫn dắt nữa. Và khi làm công tác của hội thánh, tôi thường cảm thấy quan mang. Khi cầu nguyện hàng ngày, tôi không biết phải nói gì với Đức Chúa Trời. Và các hội thánh mà tôi phụ trách có kết quả công việc không tốt. Tôi bắt đầu nhận thấy được rằng có lẽ mình không thể cán đáng bổn phận này được nữa. Không lâu sau đó, một số anh chị em đã viết một lá thư tố cáo và còn cáo buộc tôi hành động bất cẩn và không hề tiếp nhận lẽ thật. Một lãnh đạo cấp trên biết được tình hình của tôi đã dạch trần và xử lý tôi như vậy. Thân là một lãnh đạo hội thánh, khi xử lý chuyện gì quan trọng như chọn người và cách chức ai, chị đã không hỏi ý kiến các đồng sự, cũng không tìm kiếm nguyên tắc, mà lại hành động một cách tùy tiện và làm theo ý mình. Khi các anh chị em nhắc nhở chị, chị lại không tiếp thu. Chị quá kiêu ngạo và tự phụ, khi thất bại và bị giạch trần Chị đã không tự kiểm điểm Và cứ tiếp tục làm theo ý mình Hành vi tùy tiện của chị Khiến đời sống hội thánh rơi vào hỗn loạn Đời sống của các anh chị em Bị tổn hại nghiêm trọng Xem xét hành vi của chị Chị không còn thích hợp làm lãnh đạo nữa Để chị ngồi vị trí này Thì lợi bất cập hại Nghe lãnh đạo và trần và xử lý tôi như vậy Tôi cảm thấy rất buồn và tồi tệ sau đó tôi đã bật khóc nức nở tôi tự vấn bản thân sao mình lại phá hoại công tác của hội thánh đến mức này kia chứ tôi không những thất bại trong bổn phận làm lãnh đạo mà thậm chí còn làm gián đoạn công tác của hội thánh thật sự là tôi chỉ muốn tìm một nơi để trốn trên đường trở về nhà tôi thẫn thờ như người mất hồn tôi nghĩ gì khi làm bổn phận tôi đã hành động tùy tiện hành động bất cẩn và làm gián đoạn công tác hội thánh nên đức chúa trời chắc chắn sẽ khinh miệt tôi một người giống như tôi có được đức chúa trời cứu rỗi hay không càng nghĩ tôi càng thấy tồi tệ và không biết làm sao mình có thể về nhà được tôi đã quỳ trên giường và cầu nguyện với đức chúa trời lại đức chúa trời con thực sự không biết tại sao mình lại tồi tệ đến như vậy con không có chút hiểu biết thực tế nào về bản thân cả đức chúa trời ơi con biết qua việc bị cách chức này có những bài học cần rút ra nhưng con lại quá u mê xin ngài tha sáng và dẫn dắt con giúp con nhận biết mình và hiểu được ý định của ngài trong khi tỉnh nguyện tôi đã nghĩ đến bài thánh ca lời ngài mà mình thường hát tất cả những gì các ngươi nhận được là hình phạt, phán xét và đánh đập không thương tiếc. Nhưng hãy biết điều này, trong việc đánh đập nhẫn tâm này không có chút trừng phạt nào cả. Bất kể lời của ta có khắc khe đến mức nào, thì những gì giáng trên các ngươi chỉ là một vài lời có vẻ cực kỳ nhẫn tâm đối với các ngươi và cho dù ta có thể tức giận đến mức nào, thì những gì trút xuống các ngươi vẫn là những lời giáo huấn và ta không có ý làm hại các ngươi hoặc đưa các ngươi đến cái chết. Chẳng phải đây đều là sự thật sao? Sự phán xét công chính được mang đến để làm cho tinh sạch con người và sự tinh luyện nhẫn tâm được thực hiện để làm họ thanh sạch. Cả những lời khắc khe lẫn việc sửa phạt đều được thực hiện để làm cho tinh sạch và vì mục đích cứu rỗi. Các ngươi có gì để nói khi đối diện với sự trừng phạt và phán xét như thế? Chẳng phải các ngươi đã luôn tận hưởng sự cứu rỗi từ đầu đến cuối sao? Các ngươi đã nhìn thấy Đức Chúa Trời nhập thể và nhận ra sự toàn năng cũng như sự khôn ngoan của Ngài. Thêm vào đó, người đã kinh qua sự đánh đập và sửa dạy liên tiếp. Tuy nhiên, chẳng phải các ngươi cũng đã nhận được ân điển tối cao rồi sao? Lời Đức Chúa Trời khiến tôi vô cùng xúc động. Đúng vậy. Công tác mới của Ngài là để phán xét cũng như hành phạt. Cho dù Ngài hành phạt sửa dạy xử lý hay là dạch trần Thì cũng đều là để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại Sau khi bị cách chức Tôi có thể cảm thấy rất tồi tệ Nhưng đây chính là cơ hội hoàn hảo để tôi kiểm điểm và bắt đầu biết mình Đây chính là tình yêu Và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời Tôi không được hiểu lầm ý định của Ngài Nhận ra được chuyện này Tôi thấy thanh thản hơn một chút Tôi thật sự muốn tìm kiếm lẽ thật Tự kiểm điểm và biết mình Ăn năn càng nhanh càng tốt Nghĩ đến cách mà lãnh đạo Đã dạch trần và xử lý tôi Vì hành động bất cẩn và tùy tiện của tôi Tôi đã tìm những đoạn lời Đức Chúa Trời có liên quan Để ăn uống và tự kiểm điểm Tôi thấy những lời này của Đức Chúa Trời Một số người thích làm mọi việc một mình Không bàn bạc với ai hay nói với ai Họ cứ làm những điều xảy đến với họ bất kể người khác có thể nhìn nhận họ như thế nào họ nghĩ tôi là lãnh đạo còn mấy người là những người được đức chúa trời chọn nên mấy người cần làm theo điều tôi làm cứ làm đúng như tôi nói nên là như vậy họ không báo cho người khác khi hành động hành động của họ không có sự minh bạch họ luôn thầm kín phấn đấu vì điều nào đó và ngấm ngầm hành động cũng giống như con rồng lớn sắc đỏ Duy trì chế độ đơn đảng độc quyền cầm quyền, họ luôn muốn bịt mắt và kiểm soát người khác, những người họ xem là tầm thường và vô giá trị. Họ luôn muốn có tiếng nói quyết định trong mọi sự mà không cần bàn bạc hay trao đổi với người khác và không bao giờ tham khảo ý kiến của người khác. Các người nghĩ gì về cách tiếp cận này? Nó có nhân tính bình thường không? Không có. Đó chẳng phải là bản tính của con rồng lớn sắc đỏ sao? con rồng lớn sắc đỏ độc tài và độc đoán chẳng phải những người có kiểu tâm tính bại hoại này là hậu duệ của con rồng lớn sắc đỏ sao để thực hiện bổn phận của mình một cách thích đáng, không quan trọng là ngươi đã tin vào Đức Chúa Trời bao nhiêu năm, ngươi đã làm được bao nhiêu trong bổn phận của mình, ngươi đã đóng góp bao nhiêu cho nhà Đức Chúa Trời, càng không quan trọng là ngươi lão luyện thế nào trong bổn phận của mình. Điều chính yếu mà Đức Chúa Trời nhìn vào là con đường mà con người đi. Nói cách khác, Ngài nhìn vào thái độ của một người đối với lẽ thật và các nguyên tắc, phương hướng, nguồn gốc và động cơ đằng sau những hành động của họ. Đức Chúa Trời tập trung vào những điều này, chúng là những gì quyết định con đường ngươi đi. Nếu trong quá trình thực hiện bổn phận của ngươi, hoàn toàn không thể nhìn thấy những điều này trong ngươi và các nguyên tắc, con đường và cơ sở hành động của ngươi là suy nghĩ, mục tiêu và mưu đồ của chính ngươi động cơ của ngươi là bảo vệ lợi ích của chính ngươi và bảo vệ danh tiếng và địa vị của ngươi cách làm của ngươi là đưa ra quyết định và hành động một mình và có quyền quyết định không bao giờ thảo luận mọi việc với người khác hoặc hợp tác một cách hài hòa và không bao giờ nghe lời khuyên khi ngươi mắc sai lầm chứ đừng nói đến việc tìm kiếm lẽ thật vậy thì đức chúa trời sẽ nhìn nhận ngươi như thế nào ngươi chưa đạt tiêu chuẩn nếu ngươi thực hiện bổn phận của mình như thế ngươi chưa dấn thân vào con đường mưu cầu lẽ thật bởi vì khi ngươi làm công tác của mình ngươi không tìm kiếm nguyên tắc của lẽ thật và luôn hành động theo ý mình làm bất cứ điều gì ngươi thích đây là lý do tại sao hầu hết mọi người không thực hiện bổn phận của họ một cách thỏa đáng suy ngẫm những lời này của ngài tôi thực sự thấy rất sốc chúng đã dạch trần rằng kiêu ngạo và tự phụ hành động tùy tiện là bản tính của con rồng lớn sắc đỏ. Những người như vậy có quan điểm mưu cầu và đi trên con đường hoàn toàn trái ngược với Đức Chúa Trời. Hội Thánh cho tôi cơ hội làm lãnh đạo, chứ không phải là để tôi làm quan. Họ đã giao cho tôi một bổn phận và muốn tôi lưu tâm ý muốn của Đức Chúa Trời, hợp tác hòa thuận với người khác để làm tốt công tác Hội Thánh và làm tròn bổn phận của mình. Vậy mà tôi lại xem công tác của hội thánh như là một việc làm ăn riêng khi có được chút kết quả trong công việc và đạt được chút trải nghiệm trong việc chọn nhân tài tôi liền nghĩ mình có tố chất tốt có năng lực làm việc và biết nhìn người nhìn việc đặc biệt là sau khi các anh chị em bắt đầu tìm tôi để xin ý kiến tôi đã tự đặt mình lên đài cao và tin rằng so với anh chị em mình hiểu lẽ thật hơn lúc nào tôi cũng tỏ vẻ là mình giỏi hơn những người khác và cho rằng công tác của hội thánh đều nhờ tôi mới được tiến bộ các anh chị em đều là những người hạ cấp và không một ai có quyền nêu ý kiến đối với bất kỳ công việc nào cần thảo luận ý kiến và quan điểm của tôi phải được ưu tiên chính vì vậy khi các anh chị em chỉ ra sai phạm của tôi trong công việc tôi không những đã không chú ý mà còn tiếp tục làm theo ý mình thỉnh thoảng khi họ nêu ra ý kiến khác biệt tôi từ chối thẳng thừng mà không thèm cân nhắc tôi cứ khăng khăng rằng họ phải làm theo kế hoạch của tôi và đôi khi trong công việc tôi cứ làm theo kế hoạch của mình mà không thèm hỏi ý các đồng sự vì tôi cứ nhất quyết chọn người không theo nguyên tắc để phụ trách việc giữ sách cũng như không nghe các đồng sự nhắc nhở và cảnh báo mình kết quả đã khiến số sách đó bị hư hại nặng nề mặc dù bị như vậy nhưng tôi vẫn không kiểm điểm bản thân tôi cách chức trương phàm mà không chỉ ra các vấn đề của chị ấy khiến chị ấy quán giận không phục và bất mãn gây xáo trộn và làm hỗn loạn đời sống hội thánh trong bổn phận của mình tôi đã không tìm kiếm lẽ thật và không dẫn dắt người khác bước vào thực tế lẽ thật thay vào đó tôi đã vi phạm nguyên tắc còn buộc mọi người phải tuân theo mệnh lệnh của chính mình tôi không cho phép họ nêu những ý kiến bất đồng và muốn mình phải là người quyết định mọi việc Hành động của tôi có khác gì một kẻ độc tài Cách làm việc của tôi Có khác gì con rồng lớn sắc đỏ đâu chứ Là một lãnh đạo hội thánh Tôi hiểu rõ rằng chúng ta Phải làm việc theo nguyên tắc Vậy mà tôi lại bỏ qua nguyên tắc Làm theo ý của mình Và luôn muốn tự đưa ra quyết định Chẳng phải tôi đang chống lại Đức Chúa Trời sao Mỗi một hành động của tôi Đều tỏ lộ tâm tính của kẻ địch lại đấng Chris ngẫm lại cách mình đã hành động khiến tôi nhận ra đức chúa trời rất ghê tởm mọi hành vi của tôi nếu không chịu ăn năn và sửa đổi thì tôi sẽ có kết cục như những kẻ địch lại đấng chris sau đó tôi đọc được đoạn lời này của đức chúa trời không có lẽ thật rất dễ làm điều ác và ngươi sẽ làm điều đó dù bản thân không muốn vậy chẳng hạn nếu ngươi có một tâm tính kiêu ngạo và tự phụ thì việc bảo ngươi đừng đối nghịch với Đức Chúa Trời sẽ chẳng có kết quả gì. Người không thể cưỡng lại, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của ngươi. Người sẽ không chủ tâm làm điều đó. Người sẽ làm điều đó dưới sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ của mình. Sự kiêu ngạo và tự phụ của ngươi sẽ khiến ngươi coi thường Đức Chúa Trời và xem Ngài là tầm thường. Chúng sẽ khiến ngươi tự đề cao bản thân, không ngừng khoe khoang về bản thân. Chúng sẽ khiến ngươi coi khinh những người khác sẽ khiến ngươi không có ai trong lòng ngoài bản thân mình. Chúng sẽ cướp vị trí của Đức Chúa Trời trong lòng ngươi và cuối cùng sẽ khiến ngươi ngồi vào chỗ của Đức Chúa Trời và đòi hỏi mọi người phải quy phục mình, khiến ngươi sùng bái suy nghĩ, ý tưởng và quan niệm của mình như là lẽ thật. Bao nhiêu sự ác được thực hiện bởi những người chịu sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ của họ. Qua lời Đức Chúa Trời tôi mới nhận ra căn nguyên sâu xa của việc hành động tùy tiện và làm theo ý mình chính là bởi vì bản tính của tôi đã quá kiêu ngạo tôi đã đánh giá bản thân quá cao nghĩ rằng mình tài giỏi hơn những người khác và đồng thời đánh giá người và việc tốt hơn tôi không hề tôn trọng bất cứ người nào khi thảo luận công việc với các đồng sự tôi luôn nghĩ quan điểm của mình là đúng bất cứ ai có ý kiến bất đồng với mình tôi cũng không lắng nghe thậm chí khi sự ngạo mạn tự phụ của mình gây ra xáo trộn và làm hỗn loạn hội thánh thì tôi cũng không muốn cúi đầu cho rằng đó chỉ là sai lầm nhất thời thôi. Khi một người chị em nhắc nhở tôi, tôi không tự kiểm điểm và biết mình, mà lại nghĩ người khác đang chuyện bé xé ra to. Tôi thấy bản thân mình thực sự đã quá kiêu ngạo. Lý trí của tôi ở đâu kia chứ? Thành quả mà tôi đạt được trong công việc và chọn đúng được vài người đều là nhờ sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời và nhờ sự ảnh hưởng của lời Ngài lên bản thân tôi. Nếu không có sự khai sáng dẫn dắt của Ngài và không có các nguyên tắc của nhà Ngài, thì tôi sẽ không làm được gì hết. Vậy mà bao nhiêu công trạng lại bị tôi nhận hết cho mình, dùng làm vốn cho sự kiêu ngạo và tự nên công chính của mình. Tôi thật sự quá vô liêm sỉ rồi. Nếu không nhờ lãnh đạo đã nghiêm khắc dạch trần và cách chức tôi, tôi sẽ không bao giờ kiểm điểm bản thân. Khi đó tôi mới nhận ra, việc tôi bị dạch trần và cách chức vào lúc đó là cách bảo vệ tôi của Đức Chúa Trời. Nếu không với tâm tính kiêu ngạo của mình, tôi thật không dám tưởng tượng mình còn gây ra việc ác gì nữa đây. Nhận ra chuyện này, tôi cảm thấy cực kỳ sợ hãi và rất xấu hổ tôi đã cầu nguyện đức chúa trời lại đức chúa trời con không muốn sống bằng tâm tính kiêu ngạo của mình nữa con cũng không muốn hành động tùy tiện và bất cẩn như vậy nữa xin ngài dẫn dắt con để con có thể tìm ra một con đường thực hành sau đó tôi đã tìm ra đoạn lời này của đức chúa trời liên quan tới vấn đề của tôi vậy thì làm sao ngươi giải quyết sự tùy tiện và hấp tấp của mình ví dụ giả sử như có điều gì đó xảy ra với ngươi và ngươi có những ý tưởng kế hoạch của riêng mình trước khi xác định phải làm gì ngươi phải tìm kiếm lẽ thật và chí ít phải thông công với mọi người về những gì ngươi nghĩ và tin về điều này nhờ mọi người cho ngươi biết những suy nghĩ và kế hoạch của ngươi có đúng và phù hợp với lẽ thật hay không nhờ mọi người kiểm tra lại lần cuối cho ngươi đây là phương pháp tốt nhất để giải quyết sự tùy tiện và hấp tấp trước tiên ngươi có thể làm sáng tỏ quan điểm của mình và tìm kiếm lẽ thật đây là bước đầu tiên ngươi đưa vào thực hành nhằm giải quyết sự tùy tiện và hấp tấp bước thứ hai diễn ra khi những người khác đưa ra những quan điểm bất đồng ngươi có thể thực hành điều gì để không tùy tiện và hấp tấp ngươi trước hết phải có một thái độ khiêm nhường gạt sang một bên những gì mình tin là đúng và để mọi người thông công ngay cả khi ngươi tin cách của mình là đúng thì ngươi cũng không nên cứ khăng khăng với nó đó là một dạng tiến bộ nó cho thấy một thái độ tìm kiếm lẽ thật phủ nhận bản thân mình và đáp ứng ý muốn của đức chúa trời một khi ngươi có thái độ này đồng thời ngươi không bám lấy quan điểm của mình ngươi nên cầu nguyện tìm kiếm lẽ thật từ đức chúa trời và sau đó tìm kiếm cơ sở trong lời đức chúa trời xác định cách hành động trên cơ sở lời đức chúa trời đây là sự thực hành thích hợp nhất và chính xác nhất khi người ta tìm kiếm lẽ thật và đưa ra một vấn đề để mọi người thông công với nhau và tìm kiếm câu trả lời là khi đức thánh linh ban cho sự khai sáng đức chúa trời khai sáng con người theo nguyên tắc ngài xem xét thái độ của ngươi nếu ngươi ngoan cố theo ý mình bất kể quan điểm của ngươi là đúng hay sai đức chúa trời sẽ ẩn mặt ngài khỏi ngươi và phớt lờ ngươi ngài sẽ làm cho ngươi bế tắc ngài sẽ vạch trần ngươi và phơi bày trạng thái xấu xa của ngươi nhưng trái lại nếu ngươi có thái độ đúng đắn không khăng khăng theo cách của mình cũng không tự cho mình là đúng cũng không tùy tiện và hấp tấp mà có thái độ tìm kiếm và tiếp nhận lẽ thật nếu ngươi thông công điều này với mọi người thì đức thánh linh sẽ bắt đầu làm việc giữa các ngươi và có lẽ ngài sẽ dẫn dắt ngươi để ngươi hiểu qua lời nói của người nào đó đôi lúc khi đức thánh linh khai sáng ngươi ngài dẫn dắt ngươi hiểu điểm mấu chốt của một vấn đề chỉ bằng một vài lời hoặc cụm từ hoặc bằng cách cho ngươi một cảm giác ngay lập tức ngươi nhận ra rằng bất cứ điều gì ngươi đã và đang bám lấy đều là sai lầm và đồng thời ngươi hiểu cách phù hợp nhất để hành động nếu đã đạt đến cấp độ như vậy thì ngươi đã tránh được việc làm điều ác và gánh chịu những hậu quả của một sai lầm chưa làm thế nào để đạt được điều đó? Điều này chỉ đạt được khi ngươi có lòng kính sợ Đức Chúa Trời và khi ngươi tìm kiếm lẽ thật với lòng vân phục. Một khi ngươi đã nhận được sự khai sáng của Đức Thánh Linh và xác định được các nguyên tắc thực hành, thì việc thực hành của ngươi sẽ phù hợp với lẽ thật và ngươi sẽ có thể đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời đã dạy ra cho tôi một con đường thực hành để giải quyết tính ngạo mạn tự phụ hành động tùy tiện quan trọng nhất là phải kính sợ đức chúa trời và có một thái độ tìm kiếm lẽ thật và một ý muốn hợp tác hòa thuận với người khác khi gặp vấn đề ta nên thảo luận với người khác và đạt được sự đồng thuận trước khi tiến hành nếu như các anh chị em có quan điểm khác biệt với ta thì ta nên học cách hạ mình tìm kiếm lẽ thật và các nguyên tắc với họ không có ai hoàn hảo cả không dự án nào của hội thánh có thể hoàn thành được do bởi chỉ một người mà cần phải có sự hợp tác và thảo luận với nhau để có thể hoàn thành chúng một cách đúng đắn. Chính sự thất bại lần này cho phép tôi thực sự nhận ra tầm quan trọng của việc tìm kiếm lẽ thật và làm việc theo nguyên tắc trong bổn phận của mình. Làm việc theo cách này sẽ cho phép tôi tránh được việc gây nhiễu loạn và gián đoạn. Nếu một người kiêu ngạo, tự nên công chính, tùy tiện và bất cẩn, thì dù có thông minh như thế nào họ cũng sẽ không đạt được kết quả tốt sẽ chỉ làm gián đoạn và nhiễu loạn công tác của hội thánh một thời gian sau đó các anh chị em thấy khi tôi thực hiện bổn phận đã ăn năn và thay đổi được đôi chút họ lại chọn tôi làm lãnh đạo hội thánh nghĩ đến việc khi thực hiện bổn phận tôi luôn muốn đưa ra quyết định và điều này thực sự gây hại nhiều cho người khác khiến tôi cảm thấy rất ân hận trong lòng nên tôi đã hứa với đức chúa trời tôi sẽ không hành động tùy tiện và ép buộc người khác phải dân phục mình nữa tôi sẽ hợp tác với mọi người một cách hòa thuận có lần khi cùng nhau thảo luận về công tác chăm tưới trong một hội thánh nọ với các đồng sự tôi cảm thấy chị vương là người có trách nhiệm trong bổn phận và làm việc rất giỏi chị nên được đào luyện làm chấp sự chăm tưới nhưng hai cộng sự của tôi không đồng tình Họ cảm thấy rằng Dù chị Vương là người có năng lực công tác Chỉ biết gánh giác trọng trách Nhưng chị không có nhiều trải nghiệm sống Khi gặp vấn đề không tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật Nên chị ấy không phù hợp là giám sát công tác chăm tưới Khi nghe thấy vậy Tôi cảm thấy trong lòng bực bội Ở đây tôi là lãnh đạo Các người giỏi đánh giá người khác hơn tôi sao? Ngay khi vừa định nhắc lại quan điểm của mình Tôi đột nhiên nhận ra mình lại tỏ lộ tâm tính kiêu ngạo và muốn hành động tùy tiện. Khi nhớ lại thất bại trước kia, tôi đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ tôi, giúp tôi hạ mình và hành động theo nguyên tắc. Sau khi cầu nguyện, tôi nhận ra nếu chúng tôi chọn sai người cho vị trí chăm tưới thì sẽ gây hại rất nhiều cho lối vào sự sống của các anh chị em. Vì vậy tôi phải hành động cẩn thận. Sau đó, tôi đã tìm kiếm các nguyên tắc bổ nhiệm và đào tạo nhân sự với người khác. Sau khi họp nhóm và thông công với chị Vương, tôi phát hiện chị ấy thực sự thiếu trải nghiệm sống, khi gặp vấn đề không tự kiểm điểm và biết mình, không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết và không phù hợp với công tác chăm tưới. Cuối cùng, tôi đã đồng tình với ý kiến của họ. Thực hành theo cách này, tôi thực sự cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Suy nghĩ về trải nghiệm của bản thân mình, tôi đã thấy được hậu quả của việc hành động tùy tiện nó khiến tôi đau khổ khiến tôi cảm thấy ân hận và tâm ghét bản thân mình nó cũng cho tôi cái nhìn sâu sắc về tâm tính kiêu ngạo của mình và nhận ra rằng trong bổn phận tôi không nên hành động theo ý mình tôi nên tìm kiếm ý đức chúa trời nhiều hơn phải làm việc theo nguyên tắc và tôn cao đức chúa trời thực hành theo cách này tôi mới nhận được sự dẫn dắt của ngài và không đi sai đường tạ ơn đức chúa trời